Sai không sai vậy không cần biết. Ừ, mình chọn đúng cuối cùng á. Đúng rồi. Mình có một bữa ăn tại nhà hàng là được rồi. Đúng tới kinh tế gia đình em là hát dở. Ừ. Ok. Đây là lần đầu tiên mà hai chủ nhà cược với nhau. Có thành công. Nghiệp chướng là từ đây tạo ra hết. Báo, thứ nhất hiện tại là có hai kết quả được xác lập. Sao? Là Miu phải uống trà sữa tại quán của Trung Quân một năm. Thứ hai là phải dắt Trung Quân qua nhà hàng của A Mà của Trấn Thành ăn một năm. Có kèm khách mời. Có kèm khách mời. Yeah. Có kèm khách mời đại nghĩa. Còn Trường Giang cái kèo cộng cái hát hay không thì chưa biết. À đúng. Cái nào ra cái đó mình rõ ràng với nhau. Thì đúng rồi. Tại vì trước sau gì nó cũng ăn thôi. Đúng không? Trước sau gì nó cũng thua thôi. À chắc chắn thua nữa hả? Chắc chắn thua luôn. Nó sẽ đi ăn nhà hàng suốt đời. Bây giờ em bật cái kèo khác. Em không ai ép gì em hết trơn. Em là người dứt quyết trời cho bằng được cái độ này. Bé nó thua nhiều rồi mà mặt sơ sát chứ. Bây giờ vậy à, nếu mà bạn hay thì cho đội em ca đàng hoàng bình thường thôi. Tụi em nguyên đám xúm qua nhà hàng Trường Giang ăn bữa gọi là đãi, thấy không? Đãi đền cho con bé được chưa? Đãi đền danh dự mà cho Trường Giang thu nhập cao ngon à. À, tức là qua ăn vẫn trả tiền đàng hoàng. Trả tiền chứ. Ai mà tự nhiên ăn ăn không gì, tao nói mình ăn trực, mai tao làm báo tao chửi mình. Ủa vậy chứ gì cược gì? Nếu mà bạn ca hay, Trường Giang phải đãi tụi em chứ. Đúng. Tụi em đi ăn mừng mà. Cái gì nữa? Nếu mà bé này ca hay thì bên kia Eric có 50 triệu rồi, em có được gì đâu. Đâu chưa chắc à. Nếu như một lát nữa Hòa cũng chọn đúng người luôn thì hai người chia đôi mỗi người 25 triệu. Hòa, bé, mình được ăn, ăn thắng thua gì em có được ăn. Có mình Trường Giang đãi em lo gì? Anh không? Ừ, em. Anh ủa, tự nhiên tụi anh vui sao bỏ em được. Anh Trường Giang đồng ý không? Trời sợ vậy trời. Trời nha. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà hai chủ nhà cược với nhau. Có thành công. Em được ăn. Ăn em ăn gói. Đương nhiên có em rồi Thùy, yên tâm. Ủa sao mai C với anh vậy? Xin lỗi anh. Anh đâu đâu C. Anh nghĩ ăn chay mà C gì? Ăn chay cũng phải làm món chay riêng cho anh. Đúng. Trời ơi, anh đâu có đòi hỏi gì đâu. Gian qua đó nguyên một dĩa bầu luộc, rau luộc, anh chấm chao cũng được mà. Có mà. Đúng không? Tối nay ta sẽ không ăn tối. Ta dọn bụng ăn quán mười khó. Coi gì chứ ăn mười khó không có dễ đâu nghe. Mười khó ăn rất khó à. Trời trời. Chưa chắc gì đâu à. Dở ác dở. Cho nên là khoan tự tin. Đúng tới kinh tế gia đình em là hát dở. Ừ, ok. Dạ. Sao tóc bạc rồi? Miu nó lo người ta đòi nợ mà tóc nó bạc luôn. Si kỹ quá tóc bạc luôn trời rồi. Trời ơi, anh biết sao không? Sau cái số giọng ải giọng ai lần trước phát sóng, em bây giờ bị mọi người gọi là cô gái vàng trong làng cá độ nè. Bây giờ em lo lắng quá, em bạc tóc luôn, em thành bí mặt sầu luôn rồi. Này tâm sầu bạch phát rồi em. Dạ. Này em có lời gì muốn chia sẻ với anh Thành, với Giang không? Mong hai anh hãy thương xót cho em. Cái khoảng thời gian vừa qua thì em trả nợ cũng đã khá nhiều. À vậy hả? Dạ. Sao lúc mà em cá nợ thái độ em không như vậy? Dạ đâu có, hồi đó giờ em vẫn hiền dịu như vậy mà. Em muốn coi lại không? Mời quý vị và các bạn xem lại thái độ của Miu khi cá độ. Đó là sai nhịp chân nhưng mà cái nhịp tay vẫn đúng. Cãi được không? Em không hay. Em cá gì? Nếu ai mà thua thì sẽ đãi người còn lại một chậu ở nhà hàng A Mà, ok? Trời ơi. Ủa gì vậy? Bỏ đi em, bỏ đi. Em nói đi lý do tại sao em phản đối Trường Giang. Em phản đối anh Giang tại vì anh biết cái câu mà biên tập vừa mới nói với bạn đó là gì không? Gì? Cố gắng diễn sai nhịp nha anh. Cho nên bạn đó bước ra chân vẫn rất cố gắng để sai cái nhịp nhưng mà cái tay vẫn đúng nhịp. Miu không đơn côi bởi vì Giang Hồng Ngọc đồng tình. Cái hành động tay chân bạn ấy làm thế bạn ấy nhịp chắc thiệt. Thấy mà chưa? Đúng không. Rồi đó. Bạn này sát dở. Đúng nhịp thôi mà. Nếu em sai thì sao? Như trường hợp số 2 này mà em thua đúng không? Dạ. Thì mỗi lần anh em mình gặp nhau trong các game show là anh muốn ăn gì là em phải mua. Ok. Từ đây cho tới cuối đời. Trời ơi. Không để gì anh Giang. Vô ơi vô. Đúng nhịp thôi. Ok ok. Còn nếu như mà anh thua, ngược lại, anh phải mua đầm ở shop em cho vợ của anh từ đây cho đến cuối đời. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá vậy. Bánh bông lan rẻ hơn cái đầm. Đã nông lan. Nhớ rồi. Tôi biết đâu rồi. Hiện tại Sài Gòn chật chội. Lưu thông không ổn định. Không, anh suy nghĩ lại đi. Sai đó, bạn đó hát hay. Số 2. Em cảm thấy lạc lõng lắm. Em không đồng ý. Em không đồng ý anh Nghĩa.
My vô là thế là thứ ba mà anh là em đổi nghĩ là bạn số 2 sẽ hát hay đó đúng không? Nhưng mà nếu như một người qua đây gia đình anh không hay muốn liếu nói chuyện nhà em em tức ghê á, không lẽ bây giờ em mở một gọi là một cái kèo ở trong cái sân khấu này, nếu như mà em số 2 hát hay á là mọi người sẽ phải thua kèo của em. Anh nói em nghe nè, chính ra là đầm em chắc ế lắm không? Đúng rồi. Em định cho cả cái trường quay này mua đầm bên em để bán hay sao mà em làm gì em gài hết người này tới người nọ. Nếu như bây giờ em muốn giữ lại bạn số 2 thì em phải có một cái lý do thuyết phục được hai người bạn của mình. Đúng. Đi vô chọn số mấy để loại? Thì số mấy cũng được, ngoài trừ số 2. Đây là cậu học trò năm nhất của Miju. Rồi. Chấp nhận cho Quân chọn bạn số 2 luôn. Nhưng mà bây giờ cá gì không? Mặt cá. Cá. Miju, bữa nay anh mới biết em nha Miju. Em có máu đỏ đen lắm luôn nha. Bé này bạn anh Di Mạnh thích kiếp đỏ đen. Kèo bây giờ muốn số mấy kìa. Đây là ông Miju, em muốn số mấy. Không, bây giờ em muốn lập kèo với Trung Quân. Nói kèo nữa. Tại vì bây giờ người ta không chọn số 2 nữa. Em muốn số mấy? Không, bây giờ muốn lập kèo với chồng. Bây giờ lập kèo đúng không? Ok, kèo. Lập kèo nhưng mà bây giờ mới vô chọn số mấy? Bạn số 5. Dở. Em đụng tới người nhà tôi rồi. Mình không, bây giờ không có cặp bên đó. Em thấy sao? Bây giờ là một năm uống trà sữa. Ok, một năm trà sữa. Còn nếu mà em mà thua thì là em mặc đồ của Miju, em chụp bộ hình luôn. Ok. Số 5. Đã số 5. Không lẽ mình không chọn số 2? Yeah. Ok. Yeah. Gia đình em một lần hướng về số 2. Thấy không, chứ sao gì cũng mất à. Vô sẽ đem chiến thắng về cho đội mình. Đón xem tập 2 Góc Bếp Thông Minh phát sóng vào lúc 20:35 ngày 8 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Một lát nữa chúng ta sẽ biết là đêm nay cái chầu ăn này ai là người trả tiền nha. Ok. Anh xin nhắc lại. Ở trong cái buổi tối ngày hôm nay có 3 vị trí hay là số 4, số 6 và số 7. Số 7 thì chưa nói. Hai vị trí vừa rồi là bị loại hết. Phân hết rồi đó nha. Thuận nói là hai. Ủa? Mấy anh mắc cười quá à. Dù vòng 1 người ta coi sơ qua, ta có quyền nói đúng không? Thì vòng 2 người ta coi siêu diễn xong, người ta có quyền nhận xét lại chứ. Nói nghe nè Thuận. Sai không sai gì không cần biết. Ừ, mình chọn đúng cuối cùng kết. Á. Đúng rồi. Mình có một bữa ăn tại nhà hàng là được rồi. Trời, lại lo cho đội của Trường Giang nữa rồi. Trời anh ơi, lo cái gì? Lo chứ. Mất 2 triệu nãy Hòa nói là bình thường. Dạ vâng. Chứ lên tới 4 triệu là vấn đề. Anh Giang có mất gì đâu anh. Đấy. Lo gì? Cho nên bây giờ tất cả mọi sự tập trung chú ý của chúng ta hãy dành cho vị trí số 3 mà nó viên mãn nhất, là sau cái buổi thi này, sau buổi ghi hình này, anh em chúng ta không chầu ăn ngon lành tại 10 khó. Quá tuyệt vời. Và nếu như Trường Giang có phải đãi anh em chúng ta một chầu, nó cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chúng ta vừa mới được thưởng thức. Bây giờ Eric qua bên em ăn 10 chầu cũng được nữa. Chấp nhận hay quá, hay quá. Nghiệp chướng là từ đây tạo ra hết. Nếu như nam thanh niên này mà hát hay và số 2 hát dở, Miju phải ăn tại nhà hàng Ama 1 năm đại Trung Quân à. Em mua trà sữa của em 1 năm. Còn nếu như ngược lại là anh Xìm phải mua cho chị Harry 1 năm đồ ở shop em, giống như anh Giang luôn. Tôi có cảm. Thưa quý vị, đây là những con buôn nghệ thuật. Quán chúng ta đều ế. Chắc ế bòn. Không, quán tôi đông lắm bà con. Tự nhiên có cảm giác bữa nay cái chương trình chúng ta như một ván bài. Ủa, anh Am à, với lại shop Miju có tài trợ không anh? Anh nghĩ anh có cảm giác bị bỏ rơi vì sao? Thứ nhất anh không bật cầm, thứ hai anh ăn chay. Anh chỉ nói vậy thôi. Bước vào đội anh sẽ có những cái chầu mà ăn suốt đời. Rồi sao anh lại lấy bữa ăn của em ra để chiêu mộ người về đội mình? Thì đúng rồi, em chỉ đến đây và làm điều đó mà. Nghĩa là anh Giang là chủ trì, còn chị là chủ chi đúng không ạ? Đúng rồi. Chính xác. Em không dám nói gì luôn á, tại vì em lỡ phán đoán là bạn này hát hay mà mọi người nói bạn hát không hay nên thì bây giờ mình cá thôi. Cá thôi. Không biết sao mà nhìn mặt bạn này cái tự em cảm giác là cái thần thái này là hát sẽ hay. Không, bạn này hình như đồng ý với em đó. Jackie đồng ý với chị không? Em cũng nghĩ là bạn này hát được. Tại lúc em nhìn em thấy cái khẩu hình mở như chắc là có học. Bình thường hát không hay thì cái khẩu hình cũng mở được nè. À, đó. Không, bình thường thì nếu như mình không học thì mình sẽ mở ngang. Còn nếu như mình học thì mình sẽ mở dọc. Ờ. Như vậy là em đồng ý với Miju, bạn hát hay. Vậy thì Miju em tự tin chưa? Cả nè. Trời ơi, chương trình sao á? Mọi người sao cứ xét kèo vậy chương trình hoài vậy? Em phải làm sao để
gìn giữ được cái danh xưng là cô gái vàng trong làng cá độ mà mọi người đã dành cho em. Đúng. Các bạn ủng hộ Mi Du không? Được. Bây giờ em sẽ cùng với chị. Em chung kèo với chị không? Cùng hai chị em mình cùng một hè hội ha. Hát hay. Hát hay. Dạ. Sao vậy? Em muốn gầy độ không? Ba ly sinh tố nè. Ba ly sinh tố. Có ba ly sinh tố thôi hả? Ủa, mình có kèo từ thấp tới cao chứ. Cái kèo kia tôi đang ngon quá, tôi đâu có ngu gì mà tôi phá kèo kia. Anh xin có cái với bên em không? Ali, bên kia nó cái sinh tố mình cái gì? Em nghĩ là Ama đi. Nếu mà bạn này hát hay á thì mình phải trả hả? Thế thôi, dạ thôi, không. Em muốn đuổi nó về kia. Sao em không thích thằng này, em có mê nó. Thôi bây giờ nè, bình tĩnh thôi. Nó có thể làm bên đôi em. Ba ly sinh tố đi. Ba ly sinh tố rồi. Mới bạn đầu tiên thôi mà. Bây giờ nó uống sinh tố thì không, cái đó ngọt lắm. Em ba ly nước mía nha. Là đi đau má đỡ ngọt luôn. Ít ngọt ghê hả? Má đi. Thôi, coi đường trà sữa, chân châu đường đen. Ừ, cái đó nó cũng không có béo bao nhiêu hết trơn, trời đó. Coi cái clip này luôn, em khẳng định luôn hát dở. Tại sao? Tại vì đẹp trai. Đây, Ali đẹp trai, Jackie đẹp trai nè. Hát có dở không? Không, đây là ca sĩ, có kia người ca thường. Ca sĩ, người thường. Lần trước em bị một bạn rồi, bạn số mấy anh nghĩ nhớ không? Bạn số... bạn hình như bạn bên đó luôn đó. Số 2 luôn, luôn đó. Rất là đẹp trai. Xong em ủng hộ bạn quá trời luôn. Hát dở ẹt à. Tại sao lại có thành kiến với người đẹp trai như nếu vậy? Nếu mà đẹp trai rồi body đẹp, sáu múi giống vậy thì nếu mà hát hay nữa thì làm ca sĩ rồi. Ra là em đang thiên về anh nhiều hơn. Ba gà luộc. Anh đi cúng hay gì mà ba con gà luộc vậy? Ba con gà luộc anh. Mỗi đứa con. Cá cái gì mà như đồ cúng vậy trời. Tôi không cần biết bạn này giống ai mà tôi biết bạn này hát không hay. Hát hay. Mình mới vô cá lớn lên cho anh. Bây giờ này nè, mình còn cái kèo lần trước với nhau anh nhớ không? Kèo lần trước coi như điểm đó, không dính vô. Không, bây giờ ba cái đó là câu số 1 rồi đúng không? Giờ cái câu số 7 nè. Hai con vịt quay tiêu. Kèo gì nhẹ nhàng quá à. Nếu như mà em thắng thì phá kèo lần trước đi. Trời ơi, anh cũng gần 40 tuổi rồi. Gần 40 tuổi rồi. Cái kẹo không có gì xóa, lại lập thêm, lập không có gì xóa. Nhưng mà em nghĩ bạn này hay đó. Không hay. Không mệt, cái khâu đồ cúng mình kia quá.